Ngày thứ năm của chương trình trọn vẹn với cuộc sống đã trôi qua. Một nửa thời gian của chương trình đã trôi qua. Cái gì đã qua rồi thì chúng ta không thể níu kéo lại, không thể quay ngược trở lại được. Tuy nhiên, người tỉnh thức và thông minh thì hãy tận dụng tối ưu ngay trong giây phút của hiện tại. Tận dụng tối ưu hết tất cả những gì mình đang có trong hiện tại. Và hiện tại càng tốt đẹp bao nhiêu, càng trọn vẹn và liên tục bao nhiêu, thì chắc chắn tương lai sẽ cho quả tương ứng như thế. Vậy thì một lần nữa, thời khóa thực tập với cộng đồng, với sự hỗ trợ từ bên ngoài tạm dừng. Nhưng sự thực tập của chúng ta và thời khóa ở bên trong từng cơ quan, bộ phận, hệ thống, tế bào và sự sống của chúng ta chưa thể dừng nghỉ, thì chúng ta còn phải tiếp tục duy trì sự thực tập của mình một cách nghiêm chỉnh, liên tục, không gián đoạn, không phải chỉ ở hình thức bên ngoài, không phải chỉ ở hình tướng thô thiển bên ngoài, mà nó phải đi sâu lắng vào bên trong, và càng liên tục bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy, tất cả những nội quy, điều lệ mà ban tổ chức đặt ra cho chúng ta thì chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì, dù là chúng ta không ở trong thiền đường, nhưng mà khi chúng ta về phòng nghỉ, đi vệ sinh hay là chúng ta giao tiếp cũng vậy, giữ im lặng hoàn toàn, không giao tiếp với bất kỳ một ai, với bất kỳ hình thức nào. Hãy trở về bên trong mình hoàn toàn trọn vẹn, càng có mặt cho mình trọn vẹn vào bên trong bao nhiêu thì chúng ta càng làm chủ được mình nhiều bấy nhiêu, và càng ít bị lệ thuộc bên ngoài, ít bị các đối tượng bên ngoài chi phối bao nhiêu thì chúng ta càng có khả năng làm chủ, hiểu biết mình rõ ràng hơn, sâu lắng hơn và liên tục hơn. Sự thực tập của chúng ta cũng trong tất cả mọi hình thức, khi chúng ta nằm xuống cũng vậy, có mặt trọn vẹn cho từng cảm giác thô khi chúng ta va chạm với giường, với chiếu, với áo, với quần. Khi chúng ta nằm thiệt yên, không xoay chuyển, không cử động, thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được cảm giác từ đầu tới chân, từ ở bên ngoài phần da của chúng ta, bởi vì sự sống vẫn còn có mặt và sự tỉnh thức vẫn còn có mặt, thì chúng ta vẫn cảm nhận được cảm giác. Và cứ thế liên tục duy trì sự tỉnh giác để nhận biết tất cả sự đổi thay liên tục không ngừng, ngày và đêm, trong thân và ngoài thân của chúng ta. Có như thế thì cái sự thực tập của chúng ta mới được liên tục, và sự tỉnh giác của chúng ta mới duy trì được liên tục. Và ngay cả ban đêm, bóng tối bao trùm xung quanh, nhưng ở bên trong chúng ta vẫn duy trì được sự tỉnh giác, sự nhận biết. Đó là ánh sáng, là chiếu rọi, là chỉnh sửa, là sửa sai ở bên trong tự thân và tâm của mình. Vì vậy, đừng sợ hãi, đừng lo lắng khi chúng ta không thể ngủ được, bởi vì cơ thể càng ngày càng muốn được làm sạch hơn, càng ngày càng muốn được thông thoáng hơn, càng ngày càng muốn được kết nối trọn vẹn hoàn tất hơn. Do vậy, nó sẽ biết cần làm gì để bảo vệ chính nó và duy trì sự tồn tại của nó được tốt đẹp nhất, trọn vẹn nhất. Hãy cố gắng trở về với chính mình,
trở về với những quy luật vận hành tất yếu của vũ trụ và trong sinh hoạt bình thường của mình, và thực tập một cách trọn vẹn, hoàn tất, liên tục, không gián đoạn, cho đến khi nào cơ thể thực sự cần thiết và chúng ta rơi vào giấc ngủ, không còn được nhận biết trên mặt ý thức nữa. Nhưng nếu với sự thực tập nghiêm chỉnh thì dần dần chúng ta cũng phá vỡ lớp hàng rào ngăn cách giữa tầng ý thức và tầng dưới ý thức là tàng thức. Vậy thì chúng ta cũng có khả năng nghỉ ngơi trong sự tỉnh giác. Hãy cố gắng thực tập một cách nghiêm chỉnh, đúng đắn, trọn vẹn, hoàn tất và liên tục, không gián đoạn.